Bây giờ mình chơi cái trò nói thiệt đi. Tụi bay có mua băng vệ sinh cho người yêu chưa vậy? Chứ tao mua rồi đó. Cái bữa đó tao vô siêu thị á, tao lựa băng vệ sinh mà mấy nhỏ kia dòm nó quá trời. Tao nói trời ơi em có xài đâu, vợ em nó xài. Cái tao mới nói là chị ơi, nãy em đi em quên hỏi vợ em nó xài loại gì. Mà em đâu biết loại gì đâu, em hỏi chị có thể chỉ em được không vậy? Cái bà liếc qua bà nói lấy bạc hà mà loại có cánh á. Cái tao mới nói ủa cái này mà cũng có hương bạc hà nữa hả chị? Cái bà nói không, bạc hà làm mắt lạnh con chim. Tại vì con chim á, mà nó tới tháng rất là nóng nực cho nên nó phải sản xuất ra cái hương bạc hà cho nó mát con chim. Cái tao mới dọc miệng tao hỏi thêm cái nó ủa chị băng vệ sinh mà cũng có cánh nữa hả chị? Bà nói có, trời đất ơi không có, đụng má nó tuột, nó chạy trên lô đích vậy á. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nha.